Alo. À, có phải số thằng A Treo nhỉ? Tôi đây ông ơi, ai đấy ạ? Có phải thằng A Treo nhỉ? Đúng rồi, số tôi đây. Tôi bảo này, thì cái clip hôm nọ nó bị quay cái thứ ở cái quán quần áo của Quý Dương đấy. Là tôi đấy. Mà các ông cho lên mạng thế không được đâu. Làm sao ông? Bán cái clip đi nhá. Làm sao? Cái clip hôm nọ, không up lên mạng, không up lên một cái gì hả? Ông quay tôi, ông lấy ông ăn lên mà không có cái gì. Riêng của tôi, chụp đấy là chụp của tôi. Nhưng ông chân vào rồi ông ăn pin ảnh của mấy cái ảnh của tôi. Tôi nói thật với ông này. Cái clip đấy nó lên lâu rồi ông ạ. À. Mấy tuần rồi, với lại là cái việc của ông ấy. Không ai người ta thích đâu, nói luôn cho ông thế. Cái gì không thật sự là tôi đâu biết. Nhưng mà bây giờ ông như thế, tôi sống ở đây, tôi làm việc đây, ông lẻ nhau thì ông ấp hết lên, mất hết hình ảnh của tôi. Áp clip đấy, tôi nói thật với ông này, áp clip đấy, tôi che mặt mà. Che mặt thì mẹ tôi cho nó nhận, nó đọc tôi, mẹ tới điện thoại bảo mẹ sao mày, làm sao mày bị bãi, mức lại chứ gì, mày mua gái, mức để người ta bị cái này này. Ô, ông ơi. Sao? Ông ơi, thế không đúng hả ông? Không, đừng động cái chuyện này, đừng động vào cái trách nhiệm đấy, nó là khác. Ông hồi dọa tôi. Ông bảo cái văn, để tôi nói á. Mày nói, mày bảo kê đến quán đấy à? Mày có bảo kê được không? À, nói là, mày có làm được không? Tôi không phải là bảo kê. Người ta nhờ tôi làm sao mà ông phải bảo kê, mới bảo không là cái gì nhỉ? Nhưng mà cái việc mày up clip lên mạng thế là kéo được kê chưa? Thế bây giờ ông ý ông muốn thế nào? Thế giờ chúng mày ý mày muốn thế nào? Thế là... Mày xóa clip không? Xóa clip á? Đăng rồi xóa gì không ơi? Đăng thì mày xóa đi. Mày đừng làm cái việc gì. Ông chửi ai đấy? Này ông ơi. Ông đừng chửi vậy. Nói chuyện từ thế mà lại mẹ cha đấy hả ông ơi? Nói chuyện từ thế á? Thế đây anh em mình lại phải gặp nhau thôi ông ạ. Danh việc cái gì? Danh việc là như nào? Ông đang dọa tôi đấy à? Clip đăng rồi ông ạ. Tôi không xóa ông ạ. Tôi không xóa đấy. Tôi không thích ông nhưng mà tôi không xóa ông ạ. Clip tôi đăng rồi. Thế bây giờ ông thích thế nào? Ông muốn gặp nhau gì? Mày nói ăn gọi thôi. Mày à, mày thích gặp nhau nhá, mày cho tao biết nha. Ok. Ôi giời, ông ơi. Lại này. Ôi giời. Đừng chửi bậy, đừng văng tục. Thích thì gặp nhau mà xét làm sao mà phải xoắn. Này, nói cho ông bạn nghe này. Thích gặp được ngay mà. Nói luôn này, đéo xóa đấy. Nhất cái này thích gặp nhau. Ông nói hơi nhiều rồi đấy. Xin chào mọi người. Cái số lạ này cách đây vài hôm là gọi điện tôi rất nhiều. Về cái việc ở cái quán quần áo của cô bé nhờ hai thằng ấy nó đến với giày ấy. Thì hẹn chiều tối nay anh em chúng tôi sẽ lên gặp nó xem nó như nào, nó yêu cầu nó xóa clip và địt mẹ địt cha anh em tôi. Ok, tối nay anh em tôi sẽ lên gặp. Xin chào tất cả mọi người. Quay chứ cái đéo ở đây. Làm sao vậy? Mày quay đi. Đùa, mày gọi các anh em đến đây nói chuyện thôi, quay cái làm gì? Không phải ông ạ. Chúng tôi đến đây không biết công như nào. Anh em uống nước cho tôi, anh em tôi mời ông uống bia uống rượu. Ok. Em ăn mà. Làm gì vậy? Ok. Em ơi, mày quay em ơi. Đấy, bây giờ hôm nay công bảo anh em tôi đến đây nói chuyện. Thì công nói chuyện đi. Nói thằng này, thì anh em cứ ăn uống đi, thì anh em nói chuyện sau. Đấy, thì hôm nay đến chủ yếu mục đích là tao đưa anh em vào chính thôi. Đấy, còn công việc thì tí nói sau được. Anh em cứ ăn uống đi. Thôi ạ, bọn tôi cũng có việc.
Công muốn gì công nói luôn, trên điện thoại công như nào tôi. Ông giờ ông nói luôn là việc đi, cho nó nhanh. Anh em cứ thẳng cho nó ngắn cho nó vuông. Đâu ạ? Ok rồi, thì thôi cô làm mập đó. Thì tuần trước ấy, thì cái clip của các ông ấy up lên kênh ấy, thực sự là đéo hiểu là các ông. Ông cứ làm cái trò gì, dăm ba cái gì tôi cũng up lên cho ảnh của rất nhiều người khác. Không hiểu không? Đây thằng em tôi nó đến tán gái này, nó là chuyện rất bình thường thôi. Mà các ông thì tự nhiên không xem làm đéo rồi. Đấy, nó thật với thắng với cả anh em này. Anh em mình toàn ai có công việc riêng rồi. Đừng nói chuyện bao đồng người khác làm đéo nữa, cho nó mệt ra. Đấy, hôm nay nói ra chỉ gặp mặt, bảo anh em giao lưu với nhau để thắng xóa clip của tôi. Ông tên gì ông nhỉ? Tôi là Công. Nói Công này, chúng tôi không nói chuyện bao đồng. Mà chúng tôi nói ông này, cái việc người ta đến nhờ tôi, cô bé đấy. Em ông, bạn ông, tôi không biết. Đến đấy lại quấy phá nó. Nó nhờ chúng tôi, anh em chúng tôi đến. Chỉ có thế thôi, còn cái việc đăng clip ấy, anh em chúng tôi che mặt hết. Làm sao ảnh hưởng đến ai đâu, đó là clip thực tế không ạ? Nhưng mà hèo này, đây là việc riêng của tôi, không phải không? Và rất nhiều người nhận ra của tôi, chứ không phải là việc che mặt không, không phải không? Công làm không phải chịu thôi, tôi nói thật với ông này, Công vào tôi nói thật, nếu là em của ông thì sao, Công tính như nào? Hả? Thôi giờ anh em mình trước khi đến đây tôi thật sự là không biết là anh em ở đây nào rồi. Đấy, Công thì không biết là tôi thôi, tôi là em anh Dương thôi. Em anh Dương thì Công chắc là biết. Nhưng mà thôi, anh tôi không thích nói chuyện với mấy vấn đề đấy với anh của tôi. Tôi nói luôn không này, em của ai thế thôi. Thì đúng rồi em làm, mà không đúng. Sai đấy. Em của ai cũng vậy thôi không ạ? Tôi biết Công ở đây nào, tôi biết anh em mình còn động chạm nhau nhiều nên lẻ nhau tí đấy, là chỉ mong ông mà xóa clip đi thôi. Lẻ ông ấy, lẻ ông anh em chúng tôi mới đến đây nói chuyện ông ạ. Okay. Còn cái việc mà ông Dương nói ấy, xóa clip ấy, nó không phải riêng kênh YouTube mà bây giờ nó phát tán rất nhiều kênh khác, chúng tôi không thể làm mà kiểm soát được, nó không thể xóa được đấy. Nói luôn với ông để ông hiểu vấn đề là như thế. Tao hơi vướng đấy. Vướng gì ông ơi? Cái cửa hàng đấy bọn nó yêu đương như nào ấy thì công đừng bao giờ động đến. Ok, cái chuyện thằng em của tôi nó yêu đương nó tán tỉnh ai thì công đừng động đến, kể cả ngày mai đi tán hay là thứ nào ấy thì không phải quyền của ông, không can thiệp. Đây là ngày công mẹ quay clip không up lên mạng mẹ rồi luôn đâu này. Nói là vàng vào. Thôi em. Làm sao? Em. Nhau. Em ơi. Nhau. Ông ơi, Công ơi, tôi nói ông này này. Nếu mà nó thích ấy, cô bé cái mà thích ấy, mà em ông có đủ tài ấy thì nó không đến nhờ bọn tôi. Đấy là sự thật. Còn nó đến nó quấy phá người ta thế đến nhờ bọn tôi cũng chỉ đến để nói chuyện với anh em ông ấy thích kiểu này, thích kiểu kia. Kiểu gì mà chả được. Không mà tôi thật ông này, đấy là một chuyện của ông thôi. Ông động vào đéo gì rách việc ra. Là không phải việc của tôi, người ta nếu người ta không đến nhờ tôi, bọn tôi không biết hoặc là tôi không sẽ không can dự gì việc đấy, nhưng người ta đã đến nhờ ông tôi mà thấy một đứa con gái như thế, đấy là phải em ông, em tôi, ông nghĩ như thế nào? Mày chửi ai? Mày thôi em, thôi, bình tĩnh em này. Mày chửi ai? Thôi, mày thôi. Mày em này.
Em ơi. À, rồi nhá. Đây là bạn anh. Đây là bạn anh. Bây giờ chú này nhá. Mày áo cái chó này. Ông ơi. Con tú ơi, mày chạy chó rồi ông ơi. Thôi. Mày áo cái chó. Ngồi xuống nói chuyện. Tao biết quay cho. Rồi. Chạy báo lên, chào. Đâu là sao mà để như này. Em mày em ra ngồi sao mà ông thích nhân nhà đánh với em. Nó bảo xe bia nó cầm hàng ra nó dọa. Mày ám cái lợn này. Đây bên em tôi. Rồi. Chú nói như nào mà ông... Tôi nói với ông này. Chào bạn. Anh em mình đã quen biết nhau. Okay. Và cũng rất là về được chưa giờ. Okay. Tôi cũng không biết đây là em của ông. Okay. Đấy. Câu chuyện này nó hơi dài một tí. Nên tôi nói với ông này. Trước thì có cô bé đến nhờ anh em tôi can thiệp vào cái việc là mấy ông này đến quán nó bán quần áo ấy, quấy phá nó, đòi yêu nó là cái thứ, nhưng mà nó có người yêu rồi. Nó là một đứa sinh viên, nó đến nó làm, nó kiếm tiền. Ông ạ, đấy. Bây giờ chúng nó đến nó quấy phá, không yêu chúng nó thế này, chúng nó lo cho họ trai. Thì lúc nó nhờ anh em tôi, để anh em tôi đến thôi. Thì đến nay thì chúng nó lại thế này thế kia. Chúng nó nói tôi là thách thức các kiểu, và hôm mấy hôm nay nó gọi điện cho tôi, họ đến để gặp. Nếu đi gặp thì đang nói chuyện thì anh em định cầm cốc, cầm bát rồi phăng anh em tôi. Đấy là sự thật. Ông hỏi em ông đi. Đấy, còn anh em mình như nào thì ông biết thừa rồi đấy. Ông ạ. Em ơi, em bảo là cái clip con thằng chú nó đi chơi với con kia thì bảo xóa đi. Từ ảnh hưởng đến anh em, chứ bây giờ bạn bè nó nhận ra thì phỉ báng quá. Mẹ nói nỗi nào phải đi cua đấy mà phải mọi nhờ người Úc cho dùng công. Thế em chỉ bảo đó là xóa clip thôi. Có gì đâu mà xóa clip đi với cả cái đứa con gái đấy. Mẹ nó có liên quan gì con trai này đâu. Không phải là em, không phải họ hàng gì. Con em đến tán là bình thường. Và tự nhiên nó can vào chuyện của em thì nó bắt đầu thằng thú như này. Thế này nói này, thứ nhất bây giờ cái vấn đề yêu đương đúng không? Thì bọn em cái nhất thứ hai là bây giờ người ta không thích thì mình cũng không bao giờ mình đấy gì cả. Thế nhưng ngược lại đây cũng là tôi thắng, cũng là tôi nhập vào anh. Đấy, thì mọi cái như thế nào đấy thì sai đúng. Thì anh em nó rõ chưa? Em ơi anh, sai đúng, thật sự là em không nhận là sai đúng, nhưng mà cái hành xử của nó đúng. Ông ơi, em chuẩn bị. Thôi em. Thôi mà ý của mày nhỉ? Nhưng mà anh ơi, anh em ơi, anh bây giờ sự anh phải đòi lại công bằng của em. Nếu hôm nay thực sự là em phải để con này nó ra đi như này, thực sự là em không còn lời nào để nói nữa. Anh mày là vỡ lộ rồi, em mình như này. Bây giờ tối với ông này này, anh em mình thì đã qua là ok rồi. Nhưng đây mấy thằng em, tôi nói thật là lúc ấy là anh em bên tôi nó hơi nóng, thì nó cũng có xô xát với cả bên ông. Thì tôi nói thật là cái việc nó xảy ra như ông đã biết, tôi đã nói. Còn với lại anh em tôi có nóng. Thì bây giờ chỗ anh Tiệp đây là bạn của tôi, của anh. Đấy, còn đơn với lại ấy, có việc gì vấn đề gì ấy, thì bây giờ anh là người chịu nhá. Bạn này, vào lúc khác anh em gặp nhau nhá. Rồi đấy, tất cả mọi người nhá.